dung lượng table space rồi dung lượng không gian lưu trữ nhé. Cái quản lý về cái table space nó có rất nhiều cái bài viết liên quan mà mình phải sẽ phải làm. Hôm xưa mình học cái cách mà chuyển dữ liệu từ chỗ này sang kia rồi đúng không? Thì có những trường hợp chúng ta phải chuyển từ table space này sang table space kia để chúng ta thu hồi dung lượng. Liên quan đến cái bài mà chuyển từ cái table space này sang cái table space stack đó, thì hôm bữa làm cái data file nó bị cái lỗi, nó báo em là phải recover lại media. Em cũng có làm theo khuyến cáo trên internet đó, nhưng mà không hiểu sao cái backup đó là nó tự động hết thằng à. Tại vì mình chưa đánh lệnh recovery media là xong. Recovery data file chứ. Thế là xong đúng không? Vâng. Vâng, Không phải làm gì nữa à? em cũng không hiểu là nó chạy tự động là auto backup hay là như thế nào, tại nó báo em là cái data file đó bị lỗi. Bị lỗi đúng Sau không? khi mà lỗi sau khi mua từ cái data file này sang data file khác ở một cái thư mục khác đó thầy. Xong rồi Nhưng mà khi mà mua data file em có offline data file đi không? Hay là lấy nó đi không? có apply hết thầy ơi, có apply hết nhưng mà nó bị lỗi, chỉ đúng duy nhất một lần nó bị lỗi thôi, còn mấy lần sau thì em làm đi làm lại nó không bị lỗi nữa, nhưng mà Mua em chỉ thấy lạ. là em mua hay là copy? Thì cái quy trình là em làm trên Windows thì quy trình vẫn là copy file vật lý dân thư mục trước, rồi sau đó mình nó offline cái đấy, mình làm cái lệnh là system move file sang một cái thư mục khác và cái tên khác luôn này. Cái mu nó hay bị lỗi lắm đấy. Mà không hiểu sao nó bị lỗi May cái là đó make thì query được. Trong quá trình mu nó có thể phát sinh ăn copy nó bị lỗi gì đó như thế. Em vâng. làm theo hướng copy tốt hơn. Em đang copy lỗi thì em copy lại. Với thầy dính cái lỗi của em rồi. Nên từ lần sau bắt đầu thầy làm mu, có nghĩa là copy sang đổi tên data file sang đường dẫn mới. Nha, còn cái file hiện tại bây giờ mình chỉ đổi tên là ít. Sau khoảng mấy ngày sau mình xóa đi. Nó an toàn hơn. Nó mất công hơn nhưng an toàn hơn. Ngày xưa hay kiểu mua một phát luôn thì đỡ phải quản lý cái file hiện tại đúng không, thì nó gặp gặp cái lỗi gì của em. Còn khi mà em recover cái file đấy thì bản chất của nó sẽ tìm những cái bờ là cái block nó bị lỗi. Của em là dính trường hợp là block bị lỗi rồi, Thì đúng rồi, dính block bị lỗi, có mình nghĩ thể đúng một lần. là một hoặc nhiều block lỗi, cái này phải check kỹ thì mới làm được. Unlock thì nó chỉ bảo là cái file đấy có thể là bị cần recovery đúng không, nó mất đồng bộ nó cần recovery này, thì khi đó là cái bản chất của nó là nó lấy cái thông tin từ cái lớp và cái phần online thì lớp này lắp vào để làm sao cái file này nó đồng nhất với các cái file hiện tại trong cái table space đó, trong cái lớp, trong con file, thì khi đó cái file nó sẽ bị sửa đổi bình thường. Còn trong trường hợp đấy mà em mất cái lock rồi mất cái view lock là cái file đấy là sẽ mất dữ liệu đấy. Tức là cái file là một cái data file, nó như thầy bảo là nhiều khi nó còn 4 triệu cái block đúng không? Nhiều khi em mất tầm khoảng trăm block thôi chẳng thế. Thì trong trăm block đấy thì nó có bao nhiêu đâu ấy thì có thể em sẽ bị mất. Nếu mà em recovery không thành công. Cái kia không phải recovery mà gọi recover không thành công. Còn recovery là khái niệm nó restore là một này. Recover data file là hai, có hai khái niệm. Hai bước phải làm. Đấy thôi, may trường hợp đấy không sao. Thì cái giải pháp là Thầy copy thôi. cho em hỏi khác là có cái lệnh mà Alter Database backup đó thầy, mình có nên chạy trước khi mình mua không? Alter database backup à? Vâng. Tốt nhất là trước khi làm bất kỳ cái tác động nào lớn hoặc là làm liên quan đến data file em cứ backup full một bản database. Thì khi đó có vấn đề gì trong trường hợp em cần em recover thì nhanh. Backup thành công. Bởi vì là mình tránh trường hợp là cái trường hợp mà bản backup gần nhất của mình lúc mà mình cần nó không dùng được cái lỗi chẳng. Ngày trước là mình không kiểm tra bản backup nó lên lỗi, bây giờ nó trong quá trình chuyển data file nó bị lỗi cho data file. Em mua ấy lỗi này.
ví dụ em mua một cái sang phần mềm khác mà phần mềm đối đầy thì là dễ trường hợp là làm lỗi rất là phải lắm. Em mua mà còn em cũng copy được khác nhé, em copy không được thì em copy lại. Bản chất của quá trình mua là như này, trong data file này có nhiều block, ở kia là xác định là nó sẽ sizing một cái data file 32 GB, sau đó nó cũng cóp dần từng block sang map sang và dần mới đến lúc là chỗ thất kia, nhiều khi 32 GB trong lúc mình đang copy có thằng khác nó lại chiếm cái dung lượng, nó làm cho cái file mình đang copy sang mua sang nó bị đầy, là những cái data file của mình bị lỗi, trong khi đó là cái file hiện tại bây giờ của mình lúc nào mua sang nó cũng chập chờn như thế, đáng nhẽ cái block nó ở cái file gốc nó lại chuyển sang file kia, nên do đó nó lỗi cả hai, cả cái gốc của mình cả cái đang đang chuyển sang, nên gần như thầy không không làm giải pháp mu sau cái lần lỗi đấy, toàn làm giải pháp copy thôi. Mà để an toàn copy thì mọi người cứ click ali trước thôi, click này trước thì chúng ta sẽ xem cái giải pháp chuyển chuyển dữ liệu nhé, từ data sang một cái table space khác. Tại sao nó phải từ table space data này, đây là một cái ví dụ data đấy nhé, có thể chuyển từ table space A sang table space B, bởi vì table space data này nó là dung lượng hữu hạn trên phân vùng SDK tốc độ cao, phân vùng khác là phân vùng Lego chứa dữ liệu cũ, chúng ta cần chuyển ra mới làm thế, hoặc chúng ta chuyển từ cái table space này đã 10T nhưng thực chất nó dùng có 2T, mình muốn chuyển sang cái table space kia nó dùng đúng 2T để mình drop cái table space hiện tại đi để chúng ta thu hồi 8T. Đấy là hai mục đích rất là lớn, một thu hồi dung lượng, thường là thu hồi dung lượng chính, hai là mình chuyển sang cái table space có dung lượng tốc độ thấp hơn, rồi ba đấy là nhiều khi mình quy hoạch do mình quy hoạch lại, vì đấy ý nghĩa của những cái lần mà mình thực hiện chuyển sang cái table space khác là để chúng ta kiểm tra. Ở đây bài toán là mình chuyển các cái table space cái này theo để quy hoạch lại 2018 user sang table space data mình đấy đúng không? Có thể áp dụng cho các table space khác nhé. Mình kiểm tra xem cái dung lượng thực tế mình cần chuyển là bao nhiêu để mình sizing đúng không? Mình phải chuyển sang chỗ nào? Mình kiểm tra dung lượng xem có đủ dung lượng hay không đúng không? Xem đường dẫn, kiểm tra đường dẫn. Tạo cái table space data, tạo table space index. Thực ra cái này là có trước rồi, có sẵn rồi. Đây mình backup cái file rồi. Chuyển cái data 2018, index 2018, user 2018 sang data index. Đấy, các cặp data index thì thông thường mình sẽ dùng để lưu các cái dữ liệu mà danh mục. Đây chúng ta sẽ làm như sau này. Thứ nhất là chúng ta chuyển cái bảng gọi là bảng Python trước. Kiểm tra xem là có bao nhiêu bảng. Rồi chúng ta enter cái bảng đó. Chúng ta viết câu lệnh nha, enter table này. Table anno này, table name này. Mu Python này. Mu Python name này, table space data này, no using này. Panel 8 này. Phải Python name, table space name. From, mọi người nói chung là mọi người copy nguyên cái này này. DBA table space where cái table space name là data 2018, index 2018, user với cái table space name là này. Table space name này là x, table space name là tab 1. Độ dài. Hoặc là cách một này chúng ta chuyển từng cái Python một, cứ chuyển một loạt nhé, nhiều khi cả nghìn cái Python đấy. Hoặc có cách khác, nó là tối thiểu hóa thời gian lao time. Cái này thì nó là bí kíp để chúng ta chuyển cái Python có lao time rất lớn. Tức là chúng ta chuyển đâu chúng ta review đấy gì đấy. Đấy. Chuyển Python nào chúng ta review tất cả những cái index liên quan, Python liên quan thì khi đó gần như không lao time đấy. Cái câu này rất hay này. Còn cách thứ hai chúng ta vào chuyển dạng dùng cái thủ tục, chúng ta viết một thủ tục declare begin với user bình tv là chỉ chuyển vào cái này, thực chất là nó sinh ra câu lệnh thôi, sau đó nó có câu lệnh chúng ta chạy,
Tại sao chúng ta có công lệnh ra chúng ta cho XQS thì bởi có công lệnh ra sẽ control được nó chạy đâu. Còn tự chạy này nhiều khi chúng ta không biết nó chạy đâu được. Sau khi chạy xong chúng ta set no panel nhé. Thế thì coi như cái bước này chúng ta sẽ đã quy hoạch toàn bộ tất cả những cái table space nằm trong data 2018, index 2018 và user chúng ta chuyển về phần data. Tiếp theo là sau khi mà chúng ta review xong thì cái index của nó sẽ là unable hay index Python là unable thì chúng ta phải review lại. Đây có lệnh review đây. Ta xin là skip cho nó review lại. Sau review xong thì nó mình sẽ phải set cái alter index đó no panel no no cái nothing. Nếu mà không panel thì để panel thì sau này nó có ba bốn câu lệnh nó chạy cái index này nó sẽ bị treo ở trong. Rồi tiếp theo là cái phần mà chúng ta xử lý cái bảng non Python. Thì cái chuyển bảng ví dụ bảng non Python nó khá là dễ đấy. Trừ trường hợp không cái bảng non Python này mình thiết kế sai nó to nhé. Đây, câu lệnh đây. Chuyển cái bảng Python theo panel và sau đó là chúng ta để no panel. Rồi chúng ta xử lý cái index của non Python. Những cái nào unable chúng ta review lại. Những cái index còn lại trong table space user chúng ta xúc lốt ra. Tiếp theo loại dữ liệu nữa là dữ liệu lốp. Chúng ta lấy tất cả các dữ liệu lốp ra. Chúng ta chuyển sang cái table space mới là ta index. Thực chất cái lốp này chúng ta nên quy hoạch vào cái table space lốp riêng. Rồi sau khi chuyển xong thì chúng ta sẽ kiểm tra xem đảm bảo rằng tất cả các cái table space này nó không còn dữ liệu nữa. Và khi đó là chúng ta có thể resize cái data file về 128K. Và chúng ta drop tất cả các cái table space đi. Bởi vì nhiều khi cái table space 2018 19 index 2018 nhiều khi một thằng data nó tầm 5T, index nó tầm 3T, thằng table space user nhiều khi nó hàng chục T rồi. Đấy, mà dung lượng nó hết đúng không? 5T 3T là 18T cộng chục T user là 18T rồi. Chúng ta chuyển sang cái table space mới kia thì thực chất nó dùng nhiều khi nó dùng có 1T thôi chẳng hạn mà nó chiếm dung lượng rất nhiều của mình rất là khó chịu đúng không? Đó đây là cách mà chúng ta sẽ thu hồi dung lượng rất là hiệu quả. Mà cách này nói chung là khi mà 1T mà mọi người làm nó cũng lâu nhé, cũng nhanh nhé. Nếu mình ai làm cái phần chuyển cái dữ liệu còn bằng bằng mu Python này rồi gõ số 1 thấy chưa, gõ chữ P thấy chưa, mà đã mu theo Python này bao giờ chưa? Ở này nói chung là ít thế nào. Tôi đây cứ nói cho mọi người kỹ một chút. Cứ về làm nhá, thực hành. Cái phần này thì nó là một cái thuộc một phần của tối ưu bằng dung lượng. Tối ưu bằng dung lượng nằm trong cái khóa là Oracle AZ Tuning. Tối ưu bằng dung lượng thì mọi người giao kỹ hơn một phần này. Phần này có nó khó phết đấy. Mà tốn rất nhiều công của những người làm BBA. Cái thứ hai là cái mà chuyển cái